Theo truyền thuyết, sau khi một người qua đời được 7 ngày, linh hồn sẽ trở về nhà để thăm người thân. Ngày này thường được gọi là mùng 7, hay còn gọi là đêm cô hồn trở về. Vì thế, vào đêm này, gia đình cần phải chuẩn bị các món ăn và lễ vật. Sau khi linh hồn được ăn uống no say, mới có thể cắt đứt hoàn toàn ý niệm với trần gian. Tiếp theo, họ sẽ rắc một lớp tàn hương lên mái nhà để kiểm tra dấu chân của những người đã khuất. Sau khi thực hiện nghi lễ, gia đình cũng cần đổ đầy rượu vào bình và cho trứng luộc vào. Mục đích là để đút lót cho những quỷ sai, để linh hồn của người đã khuất có thể ở lại nhà lâu hơn một chút. Hôm nay, thiếu gia nhà họ Lý đột ngột qua đời. Một người phụ nữ với cái bụng bầu lớn đã hộ tống xác anh ta về. Người phụ nữ này tự nhận là vợ của Lân Sương và cho biết đang mang thai được 8 tháng. Người bạn thân của anh, Chu Hoành Lợi, phát hiện điều bất thường. Bởi Lân Sương bị bất lực, đến mức gái lầu xanh còn chê, thì làm sao có thể khiến một cô gái mang thai. Hơn nữa, anh ta đang ở độ tuổi trẻ trung, sao lại có thể chết yểu như vậy? Hoành Lợi nghi ngờ rằng cái chết của Lân Sương có liên quan đến người phụ nữ mang bầu này. Quyết tâm tìm ra sự thật, Hoành Lợi giả làm hình nộm và cho người khiêng đến nơi đặt linh cữu của Lân Sương. Mà lúc này, xác chết của Lân Sương đột nhiên đưa tay ra sàm sỡ cô vợ. Thì ra anh ta chưa chết, và người phụ nữ kia cũng không phải là vợ thật của anh. Mối quan hệ này chỉ là một trò lừa đảo. Sau khi cha Lân Sương qua đời, ông đã để lại một kho báu. Chỉ khi Lân Sương thực sự qua đời, trưởng thôn mới mở kho báu và trao cho con cháu của anh. Vì vậy, anh ta đã giả chết và thuê một người phụ nữ mang bụng bầu giả làm vợ mình, nhằm lừa lấy kho báu của cha từ tay trưởng thôn. Ở bên ngoài, đám tang vẫn đang được cử hành bình thường. Lúc đó, có một đứa trẻ nghịch ngợm khắp nơi. Khi đám tang không còn ai, Hoành Lợi mới bắt đầu thăm dò và nằm ngay lên xác chết giả, sau đó còn khám xét rất kỹ càng. Ngay cả bộ phận sinh sản cũng không được bỏ qua. Lúc này, một tên trộm đến, chuyên ăn trộm tiền của người chết, nhưng không ngờ rằng trên xác của Lân Sương không có lấy một xu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy 4 chiếc răng vàng lớn trong miệng Lân Sương và liền muốn nhổ ra. Khi nhổ không ra, hắn nghĩ, được, để ta dùng kim nhổ là ra ngay. Tuy nhiên, hắn lại quay về cách truyền thống, dùng dây buộc quanh chiếc răng và chuẩn bị nhổ một cách thô bạo. Lân Sương nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau. May mắn thay, sợi dây bị đứt. Ai ngờ tên trộm lại quay trở lại, rõ là làm phiền mắt Hoành Lợi. Anh lập tức đạp cho hắn một cú vào mông. Tên trộm ngơ ngác, sao không có ai? Không lẽ là ma ư? Lân Sương bị tra tấn đau đớn đến mức chảy nước mắt. Tên trộm vẫn không bỏ cuộc, hắn ta lại lấy cây đục và cây búa ra. Không còn cách nào, Hoành Lợi đành chộp lấy công cụ, giả làm ma dọa tên trộm sợ hãi bỏ chạy mất dép. Nhưng khi anh nhảy lên, lại giẫm phải sợi dây bên dưới. Dưới tác động mạnh như thế, chiếc răng to bằng vàng của Lân Sương đã bị bật ra. Hoành Lợi vội vàng xin lỗi. Anh muốn nhờ người đến mổ bụng xác chết ra, khám nghiệm tử thi. Vào thời khắc quan trọng, một người đàn ông mặc đồ trắng đã ngăn Hoành Lợi lại, chỉ thấy anh ta lấy ra một cây kim bạc. Đây là cây kim bạc. Khi đầu kim bạc chuyển sang màu đen, thì đó là dấu hiệu của chất độc. Theo yêu cầu của Hoành Lợi, việc kiểm tra phần bụng và đầu của Lân Sương được tiến hành để xem anh ta có bị đầu độc hay không. Lúc này, người vợ hờ xuất hiện, lấy lý do không muốn tổn hại xác chết để can ngăn và khẳng định lòng chung thủy với chồng. Hoành Lợi lập tức tiết lộ sự thật rằng Lân Sương không thể có con. Người vợ hờ liền khóc lóc thảm thiết, nói rằng cô đã bị một tên cặn bã vứt bỏ sau khi mang thai. May mắn thay, cô gặp được Lân Sương, người đã thu nhận cô với lòng nhiệt tình. Để đền đáp lòng tốt của anh ấy, cô quyết định sau khi sinh đứa bé, sẽ cho nó làm hậu duệ nhà họ Lý. Hoành Lợi, vốn rất coi trọng nghĩa khí, đã tin tưởng cô. Sau khi nghe bài diễn thuyết hùng hồn của người phụ nữ, mọi nghi ngờ về cái chết của Lân Sương đã tan biến. Đến đêm, trưởng thôn tìm đến người vợ hờ. Hóa ra, ông Lý không để lại đồ tang giá trị, mà thay vào đó là cả 100.000 lượng tiền mặt đang tạm thời nằm trong tay trưởng thôn. Ông Lý lo lắng rằng Lân Sương còn trẻ sẽ tiêu xài hoang phí, nên đã bịa ra lời nói dối này để khích lệ anh làm việc chăm chỉ. Ông đặc biệt giao phó rằng chỉ cần đứa con của Lân Sương được sinh ra, số tiền này sẽ được trao cho Lân Sương hoặc vợ của anh. Sau khi trưởng thôn rời đi, người phụ nữ nham hiểm đã có một suy nghĩ, cô ta muốn biến giả thành thật, giết chết Lân Sương. Bằng cách này, sau khi đứa trẻ được sinh ra, người phụ nữ sẽ có thể độc chiếm gia sản. Nửa đêm, 3 tên thích khách chuẩn bị tiễn Lân Sương về chầu trời. May mắn thay, Lân Sương có võ công khá, 3 tên kia hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Chúng chỉ có thể đánh lén từ phía sau, rồi nhặt cây kim độc và đâm thẳng vào đầu Lân Sương. Lần này, Lân Sương không cần phải giả chết nữa. Nhưng hôm sau, trong lúc chôn cất, dù lão Cao có sử dụng pháp thuật gì đi nữa, viên ngói vẫn bất động. Nếu người đã mất mà viên ngói không vỡ,
Điều đó thường có nghĩa là người khuất còn có một nỗi oán hận khó tan. Lão Cao không nghĩ nhiều, mà ngược lại tự nghi ngờ rằng bản thân tuổi đã cao. Cuối cùng, ông dùng một thanh kiếm gỗ đào để đập vỡ viên ngói. Viên ngói vỡ trước khi đưa tang, cho biết rằng người đã khuất đã ăn no bữa cơm ở dương gian. Vỡ ngói là dễ mang theo trên đường và thuận tiện để làm lại một cái mới. Đêm đó, hồn ma của Lân Xương đã quay về để tìm người để báo thù. Nhưng người đàn ông mặc đồ trắng có pháp thuật nhanh chóng sơn hộ thể, khiến Lân Xương không thể đến gần được. Đành lòng, Lân Xương phải đi tìm sự giúp đỡ của người anh em tốt nhất của mình, Hoành Lợi, và giải thích tất cả mọi việc. Hoành Lợi cảm thấy tức giận và không muốn giúp đỡ. Vì vậy, Lân Xương quyết định đi chơi gái để làm xấu mặt anh ta. Từ khi hồn ma của Lân Xương xuất hiện, có nhiều sự kiện kỳ lạ xảy ra. Hoành Lợi tức giận, mặc áo đạo sĩ và cầm thanh kiếm gỗ đào, nhưng vì trình độ yếu kém nên không thể đuổi được hồn ma đi. Anh trông như là đã phát điên lên nhưng vẫn không làm được gì với hồn ma. Lão Cao đột ngột xuất hiện, bước vào phòng và bắt đầu niệm chú và đốt giấy bùa. Sau đó, ông nhặt hai lá liễu từ trong nước bùa, đắp vào mắt là có thể nhìn thấy mà. Lão Cao lại lấy nhện cây liễu cuốn thành dây liễu, sau đó dùng dây liễu cuốn lấy hai chân của Lân Xương, kéo anh xuống thang. Sau đó, Hoành Lợi dùng cây đo liễu đánh vào hồn ma của Lân Xương. Lân Xương quỳ xuống xin tha, và anh ta tiết lộ với Lão Cao về cái chết bất ngờ của mình. Hóa ra, Lân Xương chỉ muốn mượn cơ thể của Hoành Lợi để linh hồn của mình nhập vào và đi báo thù. Lão Cao quyết định giúp đỡ. Một nghi thức được tiến hành, linh hồn của Lân Xương nhập vào cơ thể của Hoành Lợi, trong khi linh hồn của Hoành Lợi thì bơ vơ ở bên ngoài. Ông cảnh báo rằng Lân Xương phải quay lại trước khi đến canh năm, nếu không Hoành Lợi sẽ gặp nguy hiểm. Màn trao đổi linh hồn này có vẻ hiệu quả khi Lân Xương đến đánh bại bọn thủ ác. Sau một cuộc chiến gian nan, Lân Xương đã đánh bại người đàn ông mặc áo trắng, chồng thực sự của cô vợ. Tuy nhiên, dù đã là canh ba, Lân Xương vẫn chưa quay lại như đã hẹn. Như đã thỏa thuận, lẽ ra giờ này anh phải về nhà để hoán đổi lại linh hồn với Hoành Lợi. Nhưng kẻ thù vẫn còn, chính là cô vợ Hợ. Cô ta xào quê cởi nội y, trực tiếp ép hồn ma của Lân Xương bay ra. Nội y của cô ta cực nặng âm khí, ngay cả hồn ma cũng không dám tới gần. Lân Xương thấy giờ đã là canh bốn rồi, cứ dây dưa thế này đến sáng mất, đến lúc đó sẽ hại chết Hoành Lợi mất. Vì vậy anh quyết định quay về tìm Lão Cao nghĩ cách khác. Nhưng anh ta lại quay về mà không có cai sát. Hoành Lợi và Lân Xương rối bời, bệ Lão Cao đi tìm lại xác. Mà lúc này, người phụ nữ lại đang chôn xác Hoành Lợi. Sau khi chôn xong, bụng cô ta đọc quần quại và có máu chảy ra. Ba người sau khi tới được nhà Lân Xương thì mau chóng đi tìm cái xác. Nhìn thấy đám mộ mới, họ mau chóng đào lên. Tiếc là đã quá muộn, gà gái bình minh, ngọt đèn dầu đã tắt. Hoành Lợi đã thực sự biến thành hồn ma, mà hồn của Lân Xương cũng bay đi. Còn đàn bà kia do mất máu quá nhiều vì sảy thai mà chết. Tại đàm tang, người vợ chưa xuất giá của Hoành Lợi khóc lóc thảm thiết. Hoành Lợi chết không minh bạch, Lão Cao có một cách có thể giúp anh ấy nghịch thiên cải mệnh, mượn sát hoàn dương. Ông để vợ của Hoành Lợi thành thân bái đường với con gà trống. Sau đó vào ngày thứ bảy sau khi Hoành Lợi qua đời, cô hãy thắp một ngọn đèn sáng vĩnh viễn phía sau quan tài. Để thêm đèn dầu để hồn ma của Hoành Lợi ghi nhớ đường đến Hoàng Tuyển. Sau đó đặt một bát cơm trước quan tài để anh ăn no có sức lên đường. Quả nhiên linh hồn của Hoành Lợi bay ra khỏi xác, xuống âm ty địa phủ đưa tin. Mùng 2 tháng 7 là ngày hồi xác. Hồi xác là ngày mà các hồn ma về nhà. Lúc đó cũng sẽ có lính canh đầu trâu mặt ngựa về theo nên hãy chuẩn bị thêm nhiều đồ cúng hơn, đốt thêm nhiều giấy tiền vàng bạc. Nhất định phải tiếp đón thật tử tế, đồng thời phải dắt tàn hương trên mái nhà và trên mặt đất vì hồn ma của Hoành Lợi khi về sẽ biến thành một con bọ hung. Nếu chân của con bọ hung được bao phủ bởi tàn hương thì đó chắc chắn là Hoành Lợi. Một khi người vỡ bắt được con bọ hung, phải giấu nó trong đai kinh nguyệt.
Như vậy, đầu trâu mặt ngựa sẽ không thể tìm thấy nó. Chỉ cần thức đến bình minh là Hoành Lợi sẽ có thể thuận lợi về Dương Gian. Trải qua một đêm gió nổi mây mờ, đầu trâu mặt ngựa dẫn theo hồn ma của Hoành Lợi tới. Bọn chúng tham lam uống rượu và ăn trứng. Người vợ nhìn thấy một con bọ hung đang bò, quả nhiên bàn chân của con bọ được bao phủ bởi tàn hương. Nó chính là hồn ma của Hoành Lợi. Người vợ giấu con bọ trong một chiếc túi vải. Đầu trâu mặt ngựa không thể tìm thấy hồn ma của anh, trực tiếp hiện thân và hỏi người phụ nữ về linh hồn. Lão Cao đã sớm căn dặn cách đối phó với chúng, người phụ nữ cầm cảnh liễu lên đánh loạn xạ. Ông Khói cũng được phong ấn bằng giấy bùa, ở bên dưới còn đốt thêm cảnh liễu. Đầu trâu mặt ngựa bị kẹt bên trong, liên tục xin tha. Gà gáy chó sủa, đến canh năm nếu vẫn không thả bọn chúng ra, bọn họ cũng sẽ thành đống cho tàn. Cuối cùng đầu trâu mặt ngựa hứa sẽ để Hoành Lợi đi. Sau khi thả bọn chúng đi, người vợ đặt con bọ hung vào miệng của Hoành Lợi, rồi đập vỡ ngói trên mái nhà. Ánh sáng ban mai chiếu vào xác của Hoành Lợi. Anh lập tức mở mắt, thuận lợi trở về Dương Gian. Bộ phim kết thúc tại đây. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.